và chờ đón tại khu vực thảm đỏ sự xuất hiện của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Và đang đứng cạnh đạo diễn nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc, xin chào quý vị. Và tiếp theo hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh. Chính và chắc chắn rằng là buổi tối ngày hôm nay với tất cả quý vị khán giả, quý vị sẽ có những điều rất bất ngờ. Hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của nữ diễn viên Rima Thanh Vy. Rồi cho Linh chụp. Nhìn máy ở trước Linh ơi. Và tiếp theo hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của diễn viên Trương Đặng. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng chờ đón không. Không tiền vào trong cái sân góc cái nhà nè. Rồi mọi người nhìn máy cái nha. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của đạo diễn Xuân Phước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sự xuất hiện của diễn viên Lê Hải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng hiện của diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh và diễn viên Lê Lộc. Phóng viên báo đài truyền thông nền tảng mạng xã hội đã có mặt tại sự kiện công chiếu phim điện ảnh giữa KBS Media, một trong những đơn vị sản xuất phim hàng đầu của Hàn Quốc, và nhà sản xuất EOS phát truyền tập trung vào mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa các nhân vật trong hơi thở của thời đại. Chiếm đoạt hứa hẹn sẽ là một dự án mang đến một màu sắc. Xin được cảm ơn các đối tác đầu tư và phát hành. Xin được cảm ơn rất nhiều và cho phép mời chị Emily Lê sẽ đến tại sân khấu ạ. Và thưa tất cả các vị sản xuất của phim thì chúng tôi cũng xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến với các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ chúng tôi.